Đời dân vặt say mê khổ thảm, người nào đà tường làm nho văn, xưa nay mèo mã lung lăng, làm cho quên mắt đạo hằng thánh nhân. Nay gặp kẻ có cần thức tình, phận làm người thủng thỉnh sửa sang, tay xuống bút nói lan chuyện thế, bài đạo màu cụ tế nhân sanh. Kìa kìa các bậc công khanh, miễu son tạc để đành rành chẳng sai, hỡi ai kẻ học hay lo liệu, dứt bụi trần bận biểu làm chi. Ý là nói là phải dứt bụi trần đi chứ không bận biểu làm chi, làm cho rồi phận tu mi, sau này sẽ thấy ly kỳ hờ kỳ khó lập công phu nghe. Một giờ nè, đem đổi muôn thu mà há không chịu khó lo tu cho thành. Cho nên lần này là lần thoát trần rồi, mà mình không tu là không còn lần nào nữa mà tu đây. Bởi vì Đức Thầy vì thương sanh chúng, Ngài mới tỏ ra cho mình biết là thân bằng tăng, mặc bộ sòng nâu, cuộc tiên lý một bầu điều hãng, là Thầy nói là lời truyền sắp như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Bây giờ cái bài toán đố là sao quý vị? Nói cho quý vị nghe cái bài toán đố là ý Đức Thầy nói đó. Ngày xưa là có cái ông này hỏi Thầy như vậy, chứ là ông Tư, ông dạy tín đồ ông á, là sao lại có 8 điều răn cấm. Thì đồng đạo mới hỏi, khi mà trong nhà Phật đó là những vị mà mới vô tu đó thì sơ di, rồi những vị mà bên giới nữ với nam đó, nam thì giữ 250 giới, còn nữ thì bên giới nữ thì 348 giới. Như vậy thì tại sao mà ông dạy tín đồ ông là có 8 điều răn cấm à? Cái ông mới nói á, tôi dạy tín đồ tôi á 8 điều răn cấm, mà tôi nói cho ông nghe đó, ông lấy á 8 con số 8 này nè, ông á nhân là 8 con số 8 này là ông thấy đi, nó ra tới 1000 giới rằng. Ông cộng trừ nhân chia gì không biết, mà ông làm sao mà là ra 1000 giới đi. Cái ông này là ông bác sĩ, mà quý vị không biết có nhớ cái tên của ông bác sĩ đó không nha, là ông mới cộng tới cộng lui, cuối cùng ông cộng hoài không được. Cái Đức Thầy nói nè, ông sắp theo thứ tự nè, 5 con số 8 hàng đơn vị là 5 con số xuống là 5 lần 8 nhiêu 40, với 0 nhân 4, 2 con số 8 hàng chục, 2 con số là 8 16 cộng 4 là 20, với 0 nhân nhớ con 2. Còn con số 8 hàng trăm đó là 8 với 2 là 10, tức là 1000 giới đó quý vị. Thôi tôi nói này cho mau nghe, tại thời gian mình có hạn. Cho nên vì lẽ đó là mình nhớ là 8 điều răn cấm là 1000 giới đó, 4 tướng oai nghi, đi đứng nằm ngồi là hành trụ tọa ngoạ, có nghĩa là trong cái giới lực của nhà Phật. Nhưng mà Đức Thầy chúng ta ra đời đó, quyết dạy chẳng nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Vậy mà mình còn không chịu nghe, mà mình còn đợi đi học cho xa giờ. Tôi nói quý vị nghe, tín đồ Phật giáo hòa hảo mình ha, nói cho quý vị nghe bây giờ đó ha, là nếu mà mình không căn cứ vào giáo lý của Đức Thầy, quý vị ơi, tín đồ Phật giáo hòa hảo mình bây giờ nó lạc nhiều dữ lắm. Tôi thấy nhiều rồi, bữa nay sẵn dịp nói cho quý vị biết luôn, nó lạc nhiều lắm rồi. Mình phải căn cứ vào giáo lý của Đức Thầy. Nói cho quý vị nghe nhỏ nhỏ nghe, cái này nói nhỏ thôi chứ không có dám nói lớn. Tại vì biết sao không, mình nói ra đụng chạm dữ lắm, phải không? Nhưng mà bữa nay không nói biết đâu văn sửa. Bây giờ mình không nói thì bây giờ cái giáo lý Thầy là căn bản, mà quý vị coi giáo lý Thầy là tầm thường hả? Nè, nói cho quý vị biết luôn đó hen. Hồi xưa tới giờ đó là mình không biết đường, nhưng mà hôm nay mình coi giáo lý rồi, mà có nhiều người á, những cái người mà bên giới nữ đó,
hư yếu về cái tinh thần đạo lắm. Cho nên á, những người mà yếu về tinh thần đạo thì cần những mấy chú thiện trí thức á, mình cái nào mình không biết mình hỏi, chứ không thôi mình bị lạc dữ lắm nghe quý vị. Thứ nhất nè, là bây giờ chạy theo nhiều lắm. Bởi cho nên Đức Thầy mới nhắn vô trong cái câu giảng này nè, mình mới thấy Đức Thầy nói á, là đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta vội vàng theo đạo ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vàng lắp bằng thờ Phật, mà lúc đó ta chưa hiểu ông Phật ra sao và tại sao ta phải thờ kính Đức Phật. Nếu tu như thế, thờ Phật như thế, thì càng tu bao nhiêu càng tỏ cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Bây giờ mình chạy theo nè, chỗ đông mình chạy theo, mà Đức Thầy nói nè, là cái chuyện mà về đạo đức đó, thì Đức Thầy đã chỉ cho mình biết đó, là Phật trời không dụng phép linh. Nhớ cái này nha quý vị đồng đạo, không có dụng phép linh nha, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ưa. Bây giờ cái đạo đức thôi chứ không có còn là nói mà xa giờ, tôi chỉ nói gọn cái này thôi, thời gian có hạn nha. Nhưng mà hôm nay sẵn dịp nói cho quý vị biết luôn, là lần này là lần coi như là kỳ này lọc lừa sàng sảy con tiên cháu Phật rồi. Kỳ này kỳ có chót rồi, thấy không, kỳ ăn xá rồi. Mà Đức Thầy vì thương sanh chúng ngày mới lưng chuyển kiếp nè, thương quá sức nên ta bệnh rình quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Tại vì thầy thương mình, thầy mới lâm phàm xuống đây. Chứ không lẽ bây giờ lỡ năn nỉ như giống như bây giờ hôm nay nè, là anh em mình đây họp nhau để làm gì đây? Để bàn luận đạo đức, bàn đạo lý để mình tìm con đường tu, đừng cho mình không thả nè. Bây giờ đó là quý vị biết đó, là kỳ này là kỳ được chúng ta ăn xá xả tội rồi ha. Mà Đức Thầy vì thương sanh chúng nghe quý vị, ngài thệ nguyện câu này nữa quý vị, là sưng sang ám đạm ánh sương mờ, thể quyết một lòng chẳng bỏ ngơ, có sông có núi cùng cây cỏ, độ tặng chúng sanh khỏi dài khờ. Như vậy là ý Đức Thầy nói là thương sanh chúng, ngày dầu cảnh hoàn cảnh trái nghịch cũng phải lâm phàm độ thế thôi. Bây giờ tôi nói câu cuối cùng để mình kết thúc cái đề tài hôm nay thôi, anh em mình cũng phải gán tu chuyến này đi quý vị à. Tôi nói hôm nay là dường như cũng đem hết những cái học hiểu biết của mình đó, là trong cái giáo lý của thầy đã tỏ ra cho mình biết hết, là đồng đạo hỏi hai câu này nữa hay quá. Tức là nào ai biết tâm ta đời bác lãm, ý nói với thầy nói là thân bằng tăng mặc bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hẳn, là thầy tiết lộ cho mình biết hết trơn, là thầy đã hiểu hết trơn cái vũ trụ vạn hữu này nè, hiểu hết rồi thầy mới tiết lộ ra nè. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa điên khùng. Tôi nói cho quý vị nghe câu chuyện này rồi mình kết thúc cái đề tài nghe. Một hôm nọ đó, có ông mà Lương Văn Tốt, ông hỏi thầy, ông hỏi gì chứ, là xin hỏi ông Tư, như vậy thì ông dạy đạo mà tôi hỏi ông cái câu này ông trả lời. Ông hỏi gì chứ, là mộ đạo ơn trên chưa hiệu danh, xin ông phân cạn chúng nghe rành, 3000 thế giới ai là chủ, mà mở lượng từ bi dạy chúng sanh. Trời ơi, hỏi Đức Thầy hỏi câu đó đó quý vị. Bắt đầu á, là khi mà Đức Thầy biết cái ông là nghĩ rằng ông là nho, ông hiểu là thâm sâu, ông mới hỏi chút trên trời cho nó. Mà ở dưới này ông không chịu hỏi, thầy mới đáp á, là dân lệnh Phật tôn chưa hiệu danh đó, là ngặt gì pháp lực khó phân rành. Tức là ý nói gì, tôi chưa có phân rành được đó, là càng khôn 3000 thế giới ai là chủ, mà mở lượng từ bi dạy chúng sanh, là ý ông Lương Văn Tốt hỏi thầy vậy. Là thầy mới nói dân lệnh Phật tôn chưa hiệu danh, ngặt gì pháp lực khó phân rành, càng khôn muốn biết ai là chủ thì tu hành đi theo dõi đó mới sanh. Ông chưa có tu mà ông đi hỏi chuyện là trên trời ở chảnh đó, vì sao thế giới lại 3000. Thầy mới nói là học đã rành chưa, lại hỏi ha, đã lãm nho văn thì hãy đối.
đáp lời cho vạn kiếm tiên bang. Ông làm nho văn thì ông tự đối ông biết đi. Nhưng mà thầy đốn vô cái nữa nghe quý vị, không phải là thầy đốn nhưng mà thầy nói cho ông nghe luôn, bị ông nhà nho. Ông nói câu này rồi mình đọc câu đoạn này quý vị mình thâm trầm nghe coi kết thúc cái đề tài nha. Đức thầy nói nè, là nói luôn cả mình ở trong đó đó, chứ không phải là nói riêng ông Lương Văn Tốt nghe quý vị. Cái ông nào đó mà lỡ mà hỏi mắc ngỏ mình đó, thì mình lấy cái câu này nè, ông đừng có hỏi chuyện xa vời. Đời dân giặc say mê khổ thàm, người nào đà tường làm nho văn, xưa nay mèo mã lung lăng, làm cho quên mắt đạo hằng thánh nhân. Nay gặp kẻ có cần thức tình, phận làm người thủng thỉnh sửa sang, tay xuống bút nói lan chuyện thế, bài đạo màu cụ tế nhân sanh. Kìa kìa các bậc công khanh, miễu son tạc để đành rành chẳng sai, hỡi ai kẻ học hay lo liệu, dứt bụi chằng bận biểu làm chi. Ý là nói là phải dứt bụi chằng đi chứ không bận biểu làm chi, làm cho rồi phận tu mi, sau này sẽ thấy ly kỳ năm non. Đức thầy mới diễn tả cho ông biết là chừng bảy núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ văn ôi, tu hành ắt được thánh thơ, lại xem được Phật, được chào bố thai, thăng hành đạo đắng cay phải chịu. Nhưng mà phận làm người phải liệu cho xong, cần chi gạn hỏi diễn vong làm người, chưa vẽn mà khó hồng thánh thơ, không đi hỏi diễn trên trời cho anh gì vậy. Ráng lo tu về ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành đi, nói nhiều lắm xe lơi tình nghĩa chữ hiền lành trao chĩa cho xong, cần chi gặn hỏi diễn dốc. Thôi thì tôi cũng gọn cái phần đó đó, làm người chưa dạng có hồng thánh thơ là ý ông phải tu, chứ không coi ông đi hỏi chuyện trên trời đó. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, hai câu giảng này ý nghĩa thâm sâu lắm quý vị, nhưng mà tôi chỉ nói gọn trong cái hàm ý của Đức thầy đã diễn tả là hai câu là: thân bằng tăng, mặc bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu điều hãn. Như vậy thì hôm nay là Đức thầy đã diễn tả cho biết là lời truyền sấm là cái bài tống đấu đây chỉ cho mình đó, thì mình gắng lo tu đi, vị gì thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa điên khùng, thử yên lặng để ve nó gái, gái ít điều đó mái thiên cơ. Thì kính thưa toàn thể chú quý vị, gắng chúng ta gắng cố gắng lo niệm Phật, ăn chay cúng lại niệm Phật và làm lành, sớm chiều bình đẳng chớ lơ, thường hành như vậy nhớ lời đường sai, hay là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu, thì sẽ được tò chương giữa kế, nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy gắn tầm. Như vậy là Phật cũ là Phật tánh của mình đó quý vị, khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn lánh nơi dòng sanh chúng, ai mê tâm nghe qua không khủng, ráng si tầm đặng mở tánh linh, lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh, thì cũng thấy bổn lai diện mục. Cho nên con người mình ai cũng muốn cho giàu thêm lên, muốn sáng cho lên, muốn sung sướng cho lên, nhưng mà những ý định này hoàn toàn là nhỏ nhen hấp hỏi lắm, họ không chịu hiểu rằng cái cuộc đời này là giả tạm, nay vậy mai khác thân thế lạc lưng, của cải gia tài như đám phù văn, trước gió nước bọt mây bèo, và những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai, thế mà họ vẫn cuống cuồng tâm trí theo bả lợi danh mùi phú quý, đi theo những giặc tiểu ti eo hẹp. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị, đó là lời Đức thầy đã tiên tri cho biết là cảnh khổ nó sẽ đến cái bên. Cho nên là qua cái sự mà chiến tranh giặc giả là quý vị thấy cảnh khổ rồi đó. Thì mỗi một ngày chúng ta sẽ gắng tu lên, để cố gắng lên ha. Thì thôi đến đây tôi cũng xin cầu chúc cho toàn thể chư quý vị được sức khỏe mạnh lành và tinh tấn tu hành và đồng hành Phật đạo, và Nam Mô A Di Đà Phật.